Xin chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại căn bếp nhỏ gia đình Quang Miền Tây. Hôm nay gia đình Quang Miền Tây hai mẹ con bị bệnh rồi. Hôm nay ăn cái món đơn giản thôi nha cả nhà. Xin chào cả nhà ta. Mình rất yêu các bạn lắm. Nhưng mà hôm nay cứ khào khào bệnh rồi các bạn ơi. Hai mẹ con đều bệnh và đi bác sĩ cũng cả một tuần rồi, hơn một tuần rồi mà vẫn chưa hết, và cũng cảm thấy là người không có được khỏe lắm, cho nên là một món ăn cũng là đơn giản, rất là đơn giản lắm các bạn ơi. Các em cảm thông cho mình nha. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một món ăn phục vụ cho người bệnh, đó là món cháo nấm rơm. Các bạn có thấy không, đơn giản dữ không? Thanh đạm á mà. Thanh đạm, đơn giản, nhưng mà cũng không kém phần là ngon. Nếu như mình có những cái biến tấu, những cái gia vị làm cho món ăn thì cũng đẹp mắt và cũng dễ thương, cũng ngon lắm chứ bộ. Nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, nếu mà thương hai mẹ con mình, hãy cùng với hai mẹ con mình vào bếp nha. Vào bếp thôi. Gói thế mà. Bây giờ trước khi nấu thì mình sẽ sơ chế cái rau củ trước, và thứ nhất đó là sẽ là cái củ cà rốt, mình sẽ sắc hạt lựu nha. Mình sẽ cắt hạt lựu thôi. Có bao tay khó ấy mà. Tay khó ấy vì cái bao tay này nó không có được tốt lắm, cho nên nó cứng, với lại là nó hay bị chặt vào nhầm cái dao này, cho nên nó đứt nè. Đó, bây giờ mình bỏ vào đây, lấy ra cho dễ cắt. Dễ ra tay mẹ mình nè, rửa sạch sẽ lắm. Đây là cà rốt mình đã sắc hạt lựu nha các bạn, được chừng này một củ. Kế đến mình sẽ là cắt cái nấm rơm. Mình sẽ chả hai ra thôi ha, cái nào lớn chả hai. Đang làm đẹp nấm rơm mà. Rồi, hai cái thôi ha. Xin ớt nha các bạn. Hai mình sắc nha, sắc miệng. Để chút xíu mình bỏ vô cái cháo ở trên. Mình sẽ chừa lại một cành để mình trang trí cho nó đẹp chút nhé. Đây, còn cái này sắc khúc nha các bạn. Cái ngòi nó thơm, thơm lắm. Mình bỏ đây. Còn ai muốn ăn chanh thì sẽ cắt ra chanh. Có chanh vitamin C. Lấy hết hột ra. Cả đắng. Dầu ăn. Bỏ khoảng một muỗng dầu ăn. Dầu đã nóng. Và bỏ hành và tỏi vàng cho nó thơm. Vàng mơ mơ, bỏ cây này tức là cà rốt vào xào. Xong rồi bỏ gia vị lên thấm.
bỏ chút muối, nửa muỗng muối, bột nêm, rồi chút xíu bột ngọt, chút xíu đường. Và chúng ta xào lên cho nó mắm gia vị vào cái nấm cà rốt, khi ăn nào cũng rất là ngon. Và bây giờ bỏ nấm vào xào tiếp tục. Nấm dễ chín hơn đúng không? Nấm dễ chín hơn cho nên bỏ xào. Đây là nước mắm ngon, mình bỏ một tí để cho nó đậm đà và nước thơm. Rồi, thơm lắm các bạn. Và trước khi bắt xuống thì chúng ta phải cho một chút tiêu. Thơm quá rồi. Đã 3 phút thôi mà. 3 phút thôi nha bạn. Rồi sau khi đã xong rồi ta bỏ xuống. Bên này mình sẽ bỏ một muỗng là dầu ăn thôi nha các bạn. Đây là gạo, mình sử dụng là 200g. 200g gạo. Bây giờ mình bỏ vào mình ra. Mình đã vò sạch nha các bạn, rồi mình để cho thật ráo à, khi mình rang thì nó mau hơn, dễ hơn. Đó. Da thì nó mơ mơ mà. À, mơ mơ thôi chứ không có vàng, vàng thì nó không đẹp, thứ nhất là không đẹp. Xăng cái hộp gạo lại. Được rồi nhé các bạn, mình sẽ bỏ xuống nha. Đây, bây giờ mình đặt một cái nồi nước. Vào trong này mình đổ là 2 lít nước cho các bạn. Gạo mình đã rang rồi, bây giờ mình bỏ vào đây. Đây, mình nấu. Và trong khi quá trình mình nấu mà nếu có bọt thì mình sẽ vớt bọt. Nước nước trong. Bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt vào. Mình vẫn lại lấy ra chút xíu ấy sao mà. Hấp bọt tiếp đó mà. Tiếp tục hấp bọt. Hồi nãy là mình chỉ là xào rồi mình gia vị trong cái rau củ thôi, còn cái cháo thì chưa, cho nên bây giờ mình sẽ nêm gia vị. Hồi nãy là 1/3 muỗng muối cà phê, muỗng cà phê nhé bạn, à bột nêm. Muỗng cà phê này là cà phê của cái thuốc đó, cái muỗng để đâm thuốc đó. Chút xíu, 1/3 cái muỗng cà phê nhỏ là bột ngọt, một muỗng cà phê là đường để cát. Cứ thấy bọt cà phê đó mà. Bây giờ ta tiếp tục bỏ nấm vào nha các bạn. Nấm mà đã xào rồi á, bây giờ mình bỏ vào nữa. Trong lúc nấu cũng phải đổ nước thêm đó mà. À, trong lúc nấu á thì nó bị đặc quá cho nên mình có thêm nước nha. Mình phải thêm nước. Nước nó là nước sôi nha, không có được nước lạnh. Thì mình thêm nửa lít nước nữa thì khi đó mới vừa, tất cả là 2 lít rưỡi nước.
mắm không ạ? Ừ. Bây giờ mình bỏ một khoảng một muỗng canh nước mắm nha các bạn. Mắm phải ngon thì cái cháo mới ngon được nha. Và lưu ý khi các bạn nấu mà nó đặc đặc rồi thì các bạn cứ lấy cái vá bắt quấy nè, chứ còn đừng có để rồi đi đâu rồi nó sẽ bị cháy ở bên dưới đó các bạn nha. Chắc gần được rồi mà. Rồi gần được rồi đó các bạn ơi. Đó, cái hạt gạo đã tué rồi đó. Được rồi. Tắt bếp được chưa mà? Tắt được rồi đó các bạn. Tùy theo mỗi gia đình để có cái khẩu vị riêng. Thì đối với mình thì ăn nó nhạt hơn. Còn các bạn mặn hay là như thế nào đó thì các bạn thêm hoặc là bớt nha. Đó, các bạn thấy cũng hấp dẫn rồi ha. Múc ra tô hả? Bây giờ mình sẽ múc ra tô. Mình bỏ ít nè. Cho có cái màu cho nó đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ là bỏ tiêu nè. Xong rồi cả nhà ơi, cháo nấm gươm đã hoàn thành. Cả nhà nhìn thấy cũng ngon, hấp dẫn, đầy dinh dưỡng ha cả nhà. Tuy là đơn giản nhưng mà cũng thấy đẹp mắt và ăn vào cũng là ngọt. Ngọt cái mùi ngọt, cái vị ngọt của nấm rơm, của cà rốt ha. Rồi gia vị thêm vào nữa cho nên nó cũng đậm đà, cũng rất là ngon các bạn ơi. Các bạn thấy thế nào thì bình luận nhé, rồi cho biết ý kiến cùng với cái sự thương cảm của các bạn bằng cách là rung chuông, đăng ký, like, chia sẻ. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình phải gấp rút để mình đi khám bệnh. Nha các bạn ha, chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc lắm nha. Xin chào cả nhà tại đây.